Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong tháng các linh hồn và sửa soạn kết thúc một năm phụng vụ, giáo hội trưng ra những bài kinh thánh để khuyến khích người Kitô hữu suy niệm và sống mầu nhiệm của sự sống lại. Đó cũng chính là niềm hy vọng mà mỗi người chúng ta khi được rửa tội và tin vào Chúa Kitô. Bài tin mừng mà vừa xong chúng ta nghe công bố là bài tin mừng thuật lại về những công việc mà Đức Giêsu làm trong tuần sau hết của cuộc đời Ngài. Ngài đã có những lời nói tiên tri về thành thánh Jerusalem. Có việc là Ngài đã nhiệt thành đánh đuổi những người buôn bán ở đền thờ Jerusalem. Và những lời Ngài nói về sự sống lại của Ngài. Vì vậy mà ngày hôm nay có một nhóm người Sa Đốc. Đây là một nhóm người phải nói rằng họ giàu sang quyền quý, vì họ bám vào với những người chính trị để họ có thể bảo toàn cái tài sản của họ. Và những người này chủ trương rằng không có đời sau. Họ nói rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của Israel và Thiên Chúa ban luật lệ cho dân tộc Israel trong thời buổi hiện tại mà thôi. Nên vì vậy khi chết thì cái luật lệ đó không còn giá trị nữa, và người ta chết rồi cũng chẳng có một cuộc sống mai sau. Kính thưa cộng đoàn, chính vì có thái độ sống như thế mà ngày hôm nay họ đã đặt một vấn đề thật là nan giải, và nhiều nhà thần học hay là những luật gia của người Do Thái không trả lời được. Tại vì đâu có ai biết rằng sau khi chết thì có cuộc sống đời sau như thế nào, hay là không có cuộc sống đời sau. Nên vì vậy ngày hôm nay họ đã đưa một cái câu hỏi thật là hóc búa cho Đức Giêsu. Họ muốn gài bẫy Đức Giêsu và muốn xác nhận rằng những điều họ xác tín là điều có thật, có nghĩa là chết rồi là hết. Đây là những người Sa Đốc, là những người con cái ở trong dân tộc Do Thái, nhưng mà lại không tin có đời sau, và cuộc sống của họ là cuộc sống mà hoàn toàn duy vật. Họ đặt một vấn đề, đó là vấn đề một người phụ nữ mà theo luật Do Thái là phải lấy 7 đời chồng, tức là 7 người anh em. Tại vì tất cả những người này chết mà không có con nối dõi. Vậy họ đặt vấn đề là nếu trong trường hợp mà có sự sống đời sau thì người phụ nữ này là vợ của ai? Vì cái người phụ nữ này đều là vợ của 7 anh em cả. Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp vào câu hỏi hóc búa đó, nhưng mà Chúa Giêsu lại mở ra cho người ta thấy là có sự sống đời đời. Khi Đức Giêsu trích cái đoạn kinh thánh nói về ông Môsê nhìn thấy cái bụi gai mà có lửa cháy mà bụi gai không cháy, và Chúa Giêsu nói là Thiên Chúa khi sáng tạo nên loài người thì Thiên Chúa muốn cho họ có một sự sống hiệp thông với Thiên Chúa, có nghĩa là Thiên Chúa muốn cho họ được sống đời đời. Nên vì vậy mà dầu rằng các tổ phụ của dân tộc Do Thái xét về phương diện thể lý đã qua đời,
Nhưng mà còn một cái phương diện nữa, đó là phương diện linh thiêng. Thì những người này là những người được nghĩa với Thiên Chúa, nên vì vậy mà Thiên Chúa vẫn thiết lập tương quan với họ. Và khi họ được thiết lập tiên quan với Thiên Chúa thì cũng có nghĩa là họ sống đời đời. Và Đức Giê-xu cũng dẫn giải cho những người Sa Đốc nghe là sở dĩ mà người ta sống ở đời này, lấy vợ, lấy chồng, sinh con, đẻ cái, là vì cuộc đời của một người ở trần thế này nó có sự chấm dứt. Người đó sống mấy chục năm, sống mấy tháng, hay là sống cả hàng trăm tuổi rồi cũng nhắm mắt xuôi tay. Và vì vậy, để bảo tồn cái loài người có thể sinh sống và làm chủ cái vũ trụ này, thì Thiên Chúa đã cho họ có một đời sống gia đình. Và chính khi họ sinh con đẻ cái, đó là họ lưu tồn nòi giống, và một cách nào đó là họ làm cho hình hài của họ được sống, sống qua những người con, người cháu của mình. Và vì vậy, cái đời sống hôn nhân, đời sống gia đình, nó tồn tại ở trên cái thế giới vật chất này. Còn đối với đời sau, còn đối với một cái đời sống khác, đời sống mà người ta được sống với Thiên Chúa, thì đời sống đó không có dựng vợ gả chồng, từ vì người ta không còn chết nữa. Nên vì vậy mà Đức Giê-xu nói là những người đã được ơn nghĩa với Thiên Chúa thì Thiên Chúa cho họ sống đời đời, vì họ hiệp thông với đời sống của Thiên Chúa và họ sống như các thiên thần. Các thiên thần, như Đức Giê-xu đã nói, là những đấng mà đã được cứu độ, và vì vậy họ luôn trầu và hầu hạ Thiên Chúa, họ chiêm ngắm và họ được sống hiệp thông với Thiên Chúa. Và trong cuộc sống của các thiên thần thì Thiên Chúa cũng trao cho họ nhiệm vụ là gìn giữ những người mà Thiên Chúa đã cho sống ở trần gian này, để các thiên thần giúp đỡ và làm cho họ sống những điều tốt đẹp và làm những điều ngay chính, để họ khỏi xa trước cám dỗ. Vì vậy mà Đức Giê-xu nói không những họ được sống như đời sống của các thiên thần, và những người này phải là những người được xét là xứng đáng. Vậy những người xứng đáng đó là những người như thế nào? Thì Đức Giê-xu đã cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, và Ngài nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã không mặc khải cho những người cao sang quyền quý, những người uyên thâm, nhưng mà mặc khải cho những người bé mọn, để họ nhận biết con. Nhận biết con vì con đã được Cha sai đến trần gian này. Họ đã tin nhận con và họ đã gắn bó với con. Đấy là những con người được xét là xứng đáng. Nên vì vậy, trong cuộc sống ở đời này, người ta được Thiên Chúa mời gọi để lắng nghe, để sống lời Chúa và để kết hợp với Thiên Chúa. Và qua đó, sau cuộc đời khổ ải này, họ sẽ được cùng hưởng vinh quang với Thiên Chúa đời đời. Và đó chính là điều mà Chúa Giê-xu xác quyết, và cũng là điều mà Chúa Giê-xu đã làm khi cho người chết sống lại, khi làm cho linh hồn của người ta được tươi trẻ lại bằng cách tha thứ tội lỗi. Và nhất là Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại, để từ đó Ngài giải thoát chúng ta khỏi sự chết và khỏi tội lỗi. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, những lời mà Chúa Giê-xu dẫn đưa chúng ta để chúng ta tin nhận vào Thiên Chúa
là đấng hằng sống, và Thiên Chúa là đấng ban thưởng sự sống đời đời cho những người gắn bó với Thiên Chúa. Lời của Thánh Phaolô Tông Đồ ngày hôm nay đã khích lệ chúng ta, rằng Thánh Phaolô nói là cầu xin cho Ngài trong cái cuộc mà đang chiến đấu với sự dữ, để Ngài bền vững, và nhất là cho lời của Thiên Chúa được lan rộng và nhiều người được lắng nghe lời Chúa. Vì cái việc đó là việc mà dẫn đưa chúng ta đến gắn bó với Đức Giê-xu, gắn bó với những lời hứa của Đức Giê-xu, đó là sự sống đời đời. Cũng như là trong sách Ma-ca-bê, những người đã tin nhận vào Thiên Chúa, những người không chấp nhận, loại bỏ, hay là A-dua để loại bỏ những giới luật mà Thiên Chúa đã ban cho tổ tiên họ và cho chính họ. Nên vì vậy mà bảy anh em nhà Ma-ca-bê đã chấp nhận cái chết để trung thành với Thiên Chúa, vì họ tin rằng Thiên Chúa sẽ ban cho họ được sự sống đời sau. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong tháng các linh hồn này, giáo hội mong mỏi cho mỗi người chúng ta cũng suy nghĩ về cuộc sống của chúng ta hiện tại và cuộc sống mà chúng ta phải từ bỏ để chúng ta bước vào một cuộc sống mới. Nên vì vậy Chúa ban cho chúng ta cuộc sống này là để cho mỗi người chúng ta cộng tác với Thiên Chúa và làm những điều tốt lành theo như ý Chúa muốn, để sau này chúng ta cũng được hưởng vinh quang nước trời như Chúa đã hứa cho mỗi người chúng ta.